자, 우리는요, 오늘도 예배드리면서 영적으로 높은 곳에 올라가는 영적 서밋이 될 거예요. 그럼 예배드리기 전에 우리 친구들이요, 꼭꼭 기억해야 될 언약을 선생님이랑 함께 큰 소리로 이야기해 볼 거예요. 자, 선생님 따라할 준비 됐나요? 자, 그럼 힘차게 따라해 봅시다. 예수 그리스도께서, 예수 그리스도께서 나의 모든 문제를, 나의 모든 문제를 해결하셨어요. 해결하셨어요. 그 예수님이, 그 예수님이 지금 살아계셔서, 지금 살아계셔서 나와 함께하세요. 나와 함께하세요. 예수님의 이름으로 명령하노니, 예수님의 이름으로 명령하노니 모든 흑암아, 모든 흑암아 꽁꽁 묶일지어다, 꽁꽁 묶일지어다. 그래, 우리 이 고백대로 함께 찬양할 거예요. 우리는 세상의 빛 찬양합시다. 우리를 유혹해도 하나님이 나에게 주신 복음 세상에 전할래요. 이 세상은 어두워져 참된 믿음 없지만 모든 사람 살리는 믿음의 자녀 될래요. 우리는 세상을 비추는 마귀 우리를 유혹해도 하나님이 나에게 주신 복음 세상에 전할래요. 우리는 세상의 빛입니다. 반짝반짝 함께 해봅시다. 우리는 예수 그리스도의 빛으로 전 세계 살릴 거예요. 우리는요, 예수 그리스도의 빛으로 237을 살리게 될 거예요. 그럼 우리 두 번째 찬양 해볼 건데요. 사랑 선생님, 오늘 어떤 찬양을 하게 되나요? 이번 찬양은요, 우리 렘넌트 친구들이 아주 중요한 것을 기억할 수 있는 찬양이에요. 우리 렘넌트들은 누구의 자녀인가요? 맞아요, 하나님 자녀예요. 우리 하나님 자녀 신분 권세를 기억하면서 함께 기억해 찬양하겠습니다. 기억해 너의 신분 권세, 기억해 너의 신분 권세, 잘못된 생각들은
우리에게 있답니다. 함께 찬양합시다. 십자가에서 십자가에서 다 이루었다. 모든 문제 끝내셨어. 이 언약에 집중하면 잘못된 생각들은 버릴 수 있어. 기억해 나의 신분 원세. 기억해 성취된 언약. 부활하신 예수님 지금도 나와 함께 하셔. 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 우리 찬양 가사처럼 너의 신분 권세 꼭꼭 기억하는 우리 유치부 친구들 되세요. 그럼 오늘 예배를 위해서 오하나 선생님이 기도해 주시겠습니다. và bây giờ chúng ta sẽ cùng hiệp một cầu nguyện. Chúng ta cùng gom hai tay lại nào, nhắm mắt lại và tập trung với Đức Chúa Trời và cùng cầu nguyện. Con cảm tạ Đức Chúa Trời là cha của chúng con. Và bây giờ nguyện xin lời của Chúa được hoàn thành. Công việc ứng nghiệm được cứu rỗi và Thánh Linh Chúa làm việc. Và thì giờ này cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi cùng ở với chúng con trong buổi thờ phượng này. Xin Chúa giúp cho tất cả chúng con đều là những người khắc ghi phúc âm, trở thành khắc ghi cội rễ thể chất. Từ khi chúng con còn thơ ấu đã khắc ghi phúc âm. Và để rồi, giống như các Lemnon trong Kinh Thánh cứu sống thế giới, cứu sống thời đại, Chúa giúp chúng con đi trong hành trình của giáo ước đó. Và để làm được việc trên, xin Chúa ở trên tất cả các giáo viên, ở trên cha mẹ, Chúa ở trên gia đình, ở trên công việc, xin nước Đức Chúa Trời giáng xuống tại đó. Xin Chúa ở cùng Mục sư Kim Ki-thek, là người giao truyền lời Chúa, ban đầy dãy Thánh Linh và lâm lực. Và thông qua lời của Mục sư truyền giảng thì không một lời nói nào bị rớt xuống đất, mà Đức Chúa Trời đều làm hoàn thành lời Mục sư phán. Và bây giờ, xin Chúa ở cùng chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và bây giờ các bạn ơi, chúng ta đã chuẩn bị được lời Chúa nghe chưa? Được rồi. Bây giờ Mục sư sẽ ra làm chứng về lời Chúa cho chúng ta nhé. Và các bạn ơi, hôm nay chúng ta đã chuẩn bị một chương trình rất đặc biệt, cho nên là không có thời gian nhiều. Và các thầy cô giáo và cha mẹ chúng ta cùng hợp tác thật tốt để chúng ta tiến hành nhanh. Và hôm nay chúng ta cùng xem chủ đề hôm nay. Chúng ta còn nhớ chủ đề hôm nay trong một tháng nhé. Dạ, chúng ta cùng đọc nào. Đã rửa chân cho chúng tôi. Ai vậy? Ai đã rửa chân cho chúng ta vậy? Có thật không? Đúng rồi. Chúa Giêsu đã rửa chân cho chúng ta. Có thật như vậy không? Dạ, chúng ta cùng xem lời Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh này nhé. Xem có đúng như Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ không? Chúng ta cùng đọc theo tôi nào. Kế đó, ở đâu nhỉ? Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ. Lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Răng đoạn 13 câu 5 có chép. Amen.
đó là Chúa Giêsu đã đổ nước vào chậu, rửa chân cho môn đồ và lấy khăn của mình lau chân. Hôm nay Chúa Giêsu đã rửa chân cho ai nhỉ? Cho các môn đồ. Các bạn ơi, chân của người ta bẩn hay là sạch? Chân bẩn hay sạch? Chắc chúng ta tưởng rằng chân sẽ bẩn hơn tay phải không? Bởi vì chân thường đi đây đó rất nhiều. Nhưng Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đồ. Vậy có điều các bạn cần phải biết ở đây. Đây là điều rất quan trọng. Tại sao Chúa Giêsu lại xuống thế gian này? Chúng ta phải biết lý do. Tôi hỏi các bạn, tại sao Chúa Giêsu đến trên đất này? Tại sao Chúa Giêsu Giáng sinh đến trên đất này? Để làm gì? Chà, bạn kia, tại sao Chúa Giêsu lại Giáng sinh đến trên đất này? À, để tha tội chúng ta. Còn ai? Các bạn nghĩ xem, tại sao Chúa Giêsu đến trên đất này nhỉ? Và khi nói về Chúa Giêsu, chúng ta chợt nhớ điều gì? Và sau này, các bạn có thể hỏi cha mẹ mình. Hỏi cha mẹ rồi trả lời. Ồ, tại sao Chúa Giêsu đến trên đất? Rõ ràng chúng ta nghe nhiều về Chúa Giêsu, nhưng lại không hiểu lý do tại sao Ngài đến. Khi các bạn hỏi thì sẽ được nhớ rất lâu. Có điều rất quan trọng. Con người được sáng tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chỉ con người được sáng tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và tại đây các bạn cũng vậy. Cha mẹ cũng cần phải biết rõ, duy nhất chỉ Đức Chúa Trời sáng tạo con người theo hình ảnh của Ngài mà thôi. Cho nên, con người không biết Đức Chúa Trời là to chuyện. Vậy thì cũng giống như gì đây? Đức Chúa Trời đã sáng tạo con người theo hình ảnh Đức Chúa Trời, và con người phải cùng Đức Chúa Trời mới hạnh phúc. Các bạn cùng nói xem ai đã lừa dối con rắn xưa, tức ma quỷ. Đúng là ma quỷ đã đến lừa dối con người. Và từ đó con người rời khỏi Đức Chúa Trời. Và con người rời khỏi Đức Chúa Trời, con người không còn biết Đức Chúa Trời là ai nữa. Con cá rời khỏi nước thì có sống được hay không sống? Không thể sống được. Đúng rồi, con cá mà ra khỏi nước thì một chút sau sẽ bị chết hoặc bị con vật khác ăn thịt. Con cá ra khỏi nước có chết không? Tiếp theo, cái cây, nếu cái cây rời khỏi đất có sống được không? Không sống được. Cái rễ của cây phải bám sâu dưới nước, dưới đất và hút dinh dưỡng trong đất rồi mới sống được. Nhưng mà ra khỏi đất thì cây sẽ bị chết. Còn chim cũng vậy. Con chim phải bay trên không trung mới sống. Còn nếu rơi xuống nước thì nó chết. Con người cũng vậy. Con người được Chúa sáng tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời và ở cùng Đức Chúa Trời mới sống tốt được. Nếu con người không biết Đức Chúa Trời ra sao? Điều đó gọi là gì? Gọi là tội không biết Đức Chúa Trời. Đây là tội lớn hơn. Cái tội ăn trộm, cãi chửi nhau không phải là tội lớn nhất. Tội lớn nhất chính là tội con người rời bỏ Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng nói theo tôi, con người đã rời bỏ Đức Chúa Trời, gọi là nguyên tội. Điều đó gọi là nguyên tội. Bởi vậy, Đức Chúa Trời đây đã cho một cái giải đáp. Chúng ta phải biết rằng, ở đây Chúa ban cho cái gì? Chúa ban cho lời giải đáp gì? Đó là Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, Ngài đã ban cho giao ước. Đó là con đường gặp Đức Chúa Trời. Ngài ban cho phúc âm. Các bạn cùng nói theo tôi, Ngài đã ban cho phúc âm. Hôm nay các bạn ngó nhóm tại đây. Nếu các bạn không biết điều này là tuyệt đối không được đâu. Các bạn mà không biết điều này có đến hội thánh không được. Ngày xưa tôi đó, tôi học cấp 3 không biết đâu. Nhưng mà sau này lớn hơn một chút mới biết. Rõ ràng tôi là người tin Chúa từ trong bụng mẹ. Gia đình tôi tin Chúa. Mà tôi đi nhà thờ không hề biết Chúa Giêsu là Đấng Christ, là phúc âm. Rồi sau này tôi mới hiểu được rằng lý do Chúa Giêsu đến trên đất là vì đánh bẹp đầu con rắn. Cho nên là phúc âm này rất quan trọng. 66 sách Kinh Thánh đều viết về điều này. Chiều hôm nay các bạn hãy đọc Kinh Thánh đi. Các bạn không đọc dòng dõi người nữ đến giày đạp đầu còn rắn. Đây chính là phúc âm các bạn ạ. Các bạn không biết điều này là không được. Các bạn biết điều này chính là Lemnon.
Các bạn biết điều này thì sẽ làm chứng cho khắp thế giới. Chúa gọi các bạn đến để làm chứng về dòng dõi người nữ đến, là Chúa Giêsu đến giày đạp đầu con rắn. Như vừa ai nói đó, Chúa Giêsu tại sao đến trên đất? Ngài đến để chịu treo trên thập tự giá. Ngài chịu đóng đinh chết thay cho tội lỗi rủa xả của chúng ta. Và Chúa Giêsu này, khi Ngài chịu đóng đinh chết thì tôi và các bạn ra sao? Ngài đã cứu rỗi chúng ta. Ngài cứu rỗi. Và chúng ta được làm con cái Đức Chúa Trời. Ngài ban cho thân phận, quyền phép làm con cái Chúa. Các bạn cùng đưa hai tay xem nào. Các bạn cùng nói rằng tôi là con Đức Chúa Trời. Các bạn đừng bao giờ quên điều này nhé. Cả cuộc đời luôn phải nhớ Đức Chúa Trời đang ở cùng các bạn. Các bạn nói theo tôi. Đức Chúa Trời ở cùng với tôi. Và chính Chúa Giêsu này, Ngài chịu đóng đinh chết không phải là hết, mà bằng chứng Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã phá hủy quyền phép tội lỗi và cái chết, và Ngài đã sống lại. Điều đó gọi là phục sinh. Các bạn cùng nói theo tôi, phục sinh. Ngài đã sống lại, bây giờ đang ở cùng chúng ta. Nếu vậy thì Chúa Giêsu, Ngài gọi các môn đồ đến, và cuối cùng ở tại một phòng cao, Ngài đã nói với môn đồ rằng: "Này các ngươi tại đây." Chúa Giêsu, Ngài đã cởi dép của họ ra rồi rửa chân cho các môn đồ. Ồ, các môn đồ bảo: "Ôi Chúa Giêsu ơi, làm sao Ngài có thể rửa chân cho tôi được? Đây là việc của Lô-ệ đấy, là một người đầy tớ đấy. Tại sao Chúa Giêsu lại rửa chân cho tôi? Không thể được, không thể được." Chúa Giêsu bảo sao? "Không, nếu ta không rửa chân cho ngươi, thì ta với ngươi không có liên quan gì với nhau." Rồi Chúa Giêsu rửa chân cho từng người. Và rồi Chúa Giêsu bảo rằng: "Hôm nay ta đã rửa chân cho các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau như vậy." Tại vì sao? Bởi vì đó chính là công việc chìa khóa quan trọng của phục âm hóa thế giới. Trên hôm nay các bạn cùng sẽ rửa chân cho các bạn nhé. Bây giờ thì vậy thì ai sẽ rửa chân các bạn? Chính là rửa chân cho các em bé ở đây. Bởi vì Chúa Giêsu cũng đã phục vụ các môn đồ thế nào thì hôm nay các thầy cô giáo ở đây sẽ lấy tấm lòng phục vụ rửa chân cho các bạn, làm giống như hình ảnh Chúa Giêsu đang làm. Chà, từng người một, chúng ta sẽ ra chuẩn bị nào. Và hàng này, hàng bên này, chà, tất cả chúng ta sẽ được rửa chân rồi đi vào hàng giữa, cẩn thận về chỗ ngồi. Vâng, chúng ta từ hàng này đi. Chà, các bạn, làm ra đây, tôi sẽ nói với các bạn nhé. Và bây giờ, tại trước đàn và bên cạnh cây đàn này, chúng ta sẽ xếp thành hàng. Và sau khi rửa chân xong thì các bạn sẽ đi vào hàng giữa và đi cẩn thận về chỗ ngồi của mình. Từng người lên cẩn thận một nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
나는 발 씻었어야 하는 친구는요. 자리에 앉아서 앞에서 선생님이 친구들 발 씻겨주는 거 한번 보세요.
Và Chúa Giêsu đã rửa chân cho chúng ta cùng rửa chân cho nhau như vậy và cùng tha thứ cho nhau. Và bây giờ, các thầy cô giáo và cha mẹ chúng ta cũng rửa chân cho các remnant. Và xin Chúa sử dụng các bạn là những người Chúa sử dụng phục âm hóa thế giới. Và Chúa Giêsu, Ngài đã đến làm cứu Chúa. Mọi người bảo, ô, Chúa Giêsu là đấng tối cao. Họ nghĩ vậy. Nhưng Chúa Giêsu bảo sao? Chúa Giêsu nói rằng, các bạn cùng nói theo tôi. Ta vì các ngươi đến để phục vụ các ngươi. Chúa đến để cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội của quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài đã chịu chết trên thập tự giá như hình ảnh của một tội nhân. Trước khi chết thì Ngài có rửa chân cho các môn đồ. Với chúng ta là những remnant cứu sống thế giới, chúng ta đi bất cứ nơi đâu. Chúng ta không phải đi đến đó để người ta phục vụ mình, nhưng chúng ta sẽ phục vụ người ta. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng hát một bài thánh ca và dâng hiến cho Đức Chúa Trời lúc này. Và bây giờ, chúng ta cùng hát về bài thánh ca Thân Phận và Quyền Phép của Chúa. Chúng ta cùng hát thánh ca. Chúa Giêsu đang ở cùng chúng ta, ở cùng đến tận thế. Buhar haşin Yesu
và các bạn hát rất tốt. Và hôm nay các bạn cùng với cô giáo rửa chân, có lẽ rằng thời gian quá dài, cho nên tuần này chúng ta sẽ cùng xem sứ mệnh tuần này là gì nào. Chúng ta cùng nhớ tôi là ai? Tôi là ai nhỉ các bạn? Chúng ta là ai nào? Chúng ta là con cái của ai? Chúng ta là con Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thông qua Chúa Giêsu được cứu rỗi, được làm con Đức Chúa Trời. Các bạn cùng nói theo tôi nào. Tôi là con Đức Chúa Trời. Tôi là lem đơn cứu sống thế giới. Vậy các bạn hãy nhớ tôi là ai rất là quan trọng. Trong một tuần, các bạn luôn luôn nhớ tôi là ai. Vậy thì các bạn sẽ cùng làm ra cái gốc cây người còn sót lại. Các bạn sẽ làm ra cái mũ có cái chồi cây để cho biết tôi là ai. Và bây giờ mục sư sẽ ra cầu nguyện chúc phước, cầu nguyện dâng hiến cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Bây giờ nguyện xin ân điển của Chúa Giêsu Christ cùng tình yêu thương của Đức Chúa Cha, sự cảm động của Chúa Thánh Linh, xin Chúa ở trên chúng con là những người đang nắm giữ phúc âm chân thật và trở thành những người, xin Chúa ở trên các giáo viên, các lem đân, cha mẹ ở cùng chúng con đến đời đời. Amen. Thank you.